Hello, xin chào tất cả mọi người. Nam chào cô chú. Nam chào cô chú. Nam chào các bạn. Nam chào các bạn. Chúc mọi người vui vẻ. Ba sao đêm người. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương mục Nhật Bản có gì của bố con Nam Anh. Ngày hôm nay bố con mình sẽ giới thiệu một cái đền ở tại một cái công viên của Nhật Bản. Thực sự là mình cũng không có biết cái đền đó là như thế nào, nhưng mà cái quang cảnh rất là đẹp. Và tất cả mọi người cùng theo chân bố con để có thể khám phá ngôi đền ở đây nhé. Nam có rùa quá trời kìa Nam. Có con rùa không? À. Thì cái lối dẫn vào đền nó có cái hồ nước rất là đẹp như thế này nè, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Cái hồ nước rất là đẹp, nó có một cái trời phun tên. Đấy. Và đây là cái cổng đền nè mọi người. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ cái cổng đền ở đây nha. Giờ mình sẽ từ từ mình tiến vào đền nha. Nam thấy Nam, cái đền đó là cái gì vậy Nam? Nói cái đền này nè. Đền này hả? Cái đền này chữ này chữ gì Nam đọc coi. Ở chỗ này nè. Cổ đế. Cổ đế. Cổ nộp kia. Kim ba ba đi tập gì. Nè cái này là nè, này là gì Nam? Nè cái chữ này nè. Không mi và khăn. Hả? Và khăn này là nó gì cả. Bên này là kami chữ khăn gì đây Nam gặp chữ này. Đây là cái lối mà vào cái đền. Và người Nhật người ta khấn vái giống như là Việt Nam mình đó mọi người. Chưa, mọi người có thể nhìn thấy không? Cách mà người ta khấn vái cái đền. Và chung quanh thì nó có một cái hồ nước như thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến vào. Nam, dịch đi, Nam. Và đây có rất là nhiều chữ mà không biết chữ gì. Mọi người thấy không? Có cái bảng, có chữ. Và đây là cái đền chính. Phía bên có một cái hồ nước rất là đẹp. Và người ta thả những cái đồng 100 yen xuống nước này, mọi người nhìn thấy không? Những cái đồng 100 yen rất là nhiều, mình cũng không biết nó là cái gì, nhưng mà có lẽ là một cái tín ngưỡng gì đó của Nhật Bản. Công nhận hồ nước này rất là trong luôn mọi người. Rêu phủ rất là đẹp. Đấy mọi người thấy không? Ôi. Rất là nhiều người, người ta đến thưởng thức hoa hồng ở nơi đây. Và người ta thắng cái đền rất là nhiều. Mình nghĩ là giống như cái tín ngưỡng của Nhật Bản đó mọi người. Nếu mà người có dịp ở Nhật Bản, mọi người có dịp đến Nhật thì nếu gặp cái đền như thế này thì mình cũng làm cái thủ tục. Cũng nên thắng hết tất cả lòng thành đó mọi người ha. Đây là một cái đền khác. Mình cũng không biết nó là cái gì nữa mọi người ơi. Nhưng mà mình sẽ từ từ bước vào xem người Nhật họ làm cái gì nha. Hình như là họ tới đó xong rồi nắm cái dây lắc lắc thì phải. Chẳng biết nó là cái gì, nhưng mà thôi mình cứ vào thôi. Và chia sẻ ngày hôm nay của bố con sẽ được tạm dừng nơi đây. Và nếu mọi người thấy những chia sẻ của bố con thú vị thì hãy tiếp tục ủng hộ bố con bằng cách nhấn đăng ký và mở chuông để ủng hộ kênh của bố con nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.